Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì trong clip hôm nay là chia sẻ cho anh em về cái việc là mình đã thoát thoai, gọi là cơ bản là thoát cốt, đã chính thức gọi là học cái skill thiên ngoại lưu tinh, mắt thiên ngoại lưu tinh. Và bắt đầu thì ở phút này mình sẽ có những clip đi săn đồ, đi săn bút xanh, kiếm đồ, sẽ có những option đồ rất VIP. Bởi vì game của Tú là đồ nó nằm ở bút xanh chứ không phải boss sát thủ, vì không game không có boss sát thủ. Boss quái thì nó bình thường, cho nên tất cả đồ anh em phải đầu tư vào boss xanh, cho nên nó mới có cái dòng là tự ăn quý hô tử, tự ăn thiên sơn bổ lộ, tự ăn tiên thổ lộ là các loại. Nó sẽ giúp cho anh em có những món đồ VIP. Và hiện tại là mình là người những một trong những anh em là tiên phong trong giai đoạn đầu, thì cái việc mà kiếm tiền và đổi chỉ vàng nó sẽ không quá muộn nào, và đặc biệt là rất là VIP luôn trong giai đoạn này anh em nha. Chào mừng các bạn đã đến với Thánh Kênh phiên bản thiên ngoại lưu tinh. Và cũng chia sẻ thêm là hiện tại là tống kim sơ cấp từ 40 tới 79, từ 80 trở lên chưa có tống kim, cho nên nhiều anh em bảo là mình làm trùm thì nói thật các bạn không làm trùm được, bởi vì có tống kim đâu mà làm trùm, đúng không anh em? Tống kim không có mở, chưa có mở, cũng sẽ đợi anh em lên rồi tống kim nó mới mở. Còn hiện tại là không có tống kim, chỉ có cày cấp, đi làm giả tạo và quẩy thôi các bạn nha. Và vừa rồi đấy thì mình làm nhiệm vụ giả tạo móc 200, mình đã kiếm được một bình tiên thảo lộ, một bình tiên thảo lộ các bạn nha, khi mình đặt móc 200. Và mỗi cái móc nó đều sẽ có phần thưởng VIP, cho nên anh em phải cố gắng tận dụng như thế nào đó, các bạn hãy làm trọn vẹn nhiệm vụ giả tạo giúp mình các bạn nha. Bye bye, xin chào anh em.